Quyển 9 từ thứ 3 Nhiếp Trạch Sự Duyên Khỏi Thực Đế Giới Khế Kinh Phần 2. Ốt Đà Nam nói: Xúc duyên kiến viên mãn, thật giải không yêu thích, pháp trụ trí tinh tấn, sanh xứ thầy đi sau. Ở trong tất cả xúc duyên thọ cho đến hữu, đều có ba chủng ký biệt không điền đảo. 1. Ký khai hiển tông mình. 2. Ký điều phục tông người. 3. Ký có chấp không chấp tạp nhiễm thành tịnh. Nếu có Sa môn hoặc Bà la môn tuyên nói luận không nhân ác nhân như trước, thỉnh hỏi đầy làm đầy thọ cho đến nói rộng đại sư, đệ tử a trụ tránh pháp hoặc thủ thắng hoặc thấp kém, nên biết trong đây đối với điều kia hỏi không ký sai biệt, tức ký các khổ vui đều từ duyên sanh, là tông của ta truyền đạt, đây gọi là ký khai hiển tông mình. Nếu đối với điều kia hỏi ta ký như vậy, các kế chấp khổ vui do mình làm người làm, mình người làm không phải mình người làm, không nhân mà sanh. Ở tất cả xứ do xúc sanh thọ, dụng cái gì mà kế chấp hữu vọng cho là mình người làm? Nếu xúc nhân thọ hiện không có được, lại cầu nhân khác tức là diệu khéo. Nhưng xúc nhân thọ đã hiện có được thì cầu nhân khác chẳng phải diệu khéo. Người ký như vậy chính là ký điều phục tổng người. Vì cớ sao? Do hai nhân duyên kia bị chiết phục. Một, vì loại trừ căn cảnh và thức hòa hợp, không thể chỉ ra kẻ tạo làm khác. Hai, không thể bác bỏ tất cả hiện tượng thế gian như lý về nhân duyên có được xúc. Lại kia chẳng thể thiết lập tông mình, nên cũng không thể phá tông người, gọi là bị chiết phục. Nếu đối với điều kia hỏi ta ký như vậy, ta cũng chỉ nương căn cảnh giới thức giả lập mình làm người làm, mình người làm hoặc khổ hoặc vui, mà nơi thật ngã đều không chỗ chấp. Ông ở trong đây vì ta chấp trước nên chẳng tin theo. Vì cớ sao? Nếu có chấp trước tức là tạp nhiễm, nếu không chấp trước tức là thanh tịnh. Sao gọi là nếu có chấp trước tức là tạp nhiễm? Bởi những kẻ thế gian kia không thông tuệ, nếu ở tiền tế có chỗ chấp trước vô minh duyên hành, nói rộng như trước, bèn ở nơi trung tế khổ vui tạp nhiễm. Nếu ở trung tế có sự chấp trước, kẻ kia cũng như trước ở nơi hậu tế khổ vui tạp nhiễm. Sao gọi là nếu không chấp trước tức là thanh tịnh? Bởi những bậc thông tuệ hoặc ở tiền tế hoặc ở trung tế, không ở nơi các hành chấp ngã ngã sở, kia ở tiền tế nhân các thọ diệt rồi bát niết bàn, hoặc ở hậu tế nhân các thọ diệt sẽ bát niết bàn. Như vậy gọi là ký có chấp không chấp tạp nhiễm thanh tịnh thứ ba. Lại nữa, nếu có người xả bỏ không nhân ác nhân, đối với trong nhân sanh pháp có năm chủng nhân mà có được chánh kiến, gọi là kiến viên mãn, do ở nơi chánh pháp đây và tỷ nại ra không bị động chuyển, cũng được gọi là thành tựu kiến chánh trực. Do đối với niết bàn ý lạc thành tịnh nên cũng gọi là ở nơi Phật thành tựu chứng tịnh. Do ở nơi cảnh sở tri trí thành tịnh, do thứ lớp ba duyên như vậy, gọi là hướng đến gần gũi chánh pháp và chứng đắc chân chánh. Do gọi là từ nhân sanh pháp có năm chủng nhân. Một, nhân đường ác, đó là các bất thiện và bất thiện căn. Hai, nhân đường thiện, đó là tất cả thiện và các thiện căn. Ba, nhân ở nơi thức trụ khiến thức trụ, đó là bốn chủng thực. 4. Nhân hiện pháp hậu pháp tạp nhiễm, đó là tất cả lậu. 5. Nhân thành tịnh, đó là duyên khởi đế. Nếu có người ở nơi tự tánh các nhân đây, như thật rõ biết là tự tánh ấy ở nhân duyên đây như thật liễu tri, là nhân duyên ấy ở nhân duyên diệt như thật rõ biết chân thật là diệt, ở nơi hướng đến diệt đạo như thật rõ biết chân thật là đạo, gọi là kiến viên mãn. Vì quán duyên sanh sự cho đến vô minh làm ngoằn mé nên vượt quá đây, lại không quán duyên sanh nhân, chỉ do quán đầy tự nghĩa rốt ráo. Lại nữa, được có ba chủng ở trong hiện pháp chân thật tịch diệt cho đến thọ lượng chưa dừng hẳn, hằng tương tục truyền cảnh sự sở tri. Ở nơi kia hàng hữu học lúc đang tu hành thì thiết tánh học, ở nơi kia hàng vô học khởi tư duy đầy, ta tận tất cả chẳng lại sẽ tận chỗ tư trạch của tận trí vô sanh trí, nên gọi là tư trạch pháp. Sao gọi là ba? Một, sáu xứ. Hai, sáu xứ duyên xúc. Ba, xúc duyên thọ. Nên biết trong đây có thánh đệ tử đa văn theo chỗ lãnh thọ, nên ở nơi thọ kia như thật biết khắp. Lại tương đối với kia chán lìa dục diệt sinh tu chánh hạnh, lại năng như thật rõ biết xúc dẫn sanh thọ kia xúc trở lại do sáu xứ kia dẫn sanh, tức ở nơi xúc kia dẫn nhân sáu xứ chán lìa dục diệt sinh tu chánh hạnh. Lại ở nơi sự thật của tất cả thọ xúc và sáu xứ kia lược nhiếp là một, rõ biết tất cả đều do vô thường diệt, gọi là diệt pháp.
ở trong hiện pháp đối với sự thật của tất cả ba chủng vô thường diệt pháp đây, như trước tu hành chán lìa dục diệt, do chánh hạnh đây gọi là học thường thuận theo, lại do tu hành chánh hạnh đây nên không chỗ gây tạo, rốt ráo giải thoát, cho nên gọi là trạch pháp thường thuận theo. Vì muốn chứng đắc điều chưa từng chứng, chưa từng đắc nên tu ra hạnh, không gián đoạn, ân trọng phương tiện gọi là học thường thuận theo. Vì ở nơi sở hữu hiện pháp lạc trú không thối thất, thực hành không gián đoạn, thực hành ân trọng, do đây gọi là trạch pháp thường thuận theo. Tuyết tất cả sự pháp với danh cố văn thân tăng thượng gọi là pháp giới. Vì những bậc đã thành tựu vô ngại giải nên danh cố văn thân được tùy muốn tự tại, cho nên gọi là khéo thông đạt pháp giới. Do ở nơi pháp giới đã khéo thông đạt, tức ở nghĩa tưởng chân thật như vậy, lại dùng tên gọi khác tùy theo ý muốn mà tuyên thuyết sai biệt, cho đến có đủ năng lực và trong 7 ngày 7 đêm hoặc hơn nữa kia biện thuyết văn tử không cùng tận, lại dùng chủng loại sai biệt như thật tuyên thuyết kia là hữu vi, từ gì chỗ tạo tác động chuyển yếu kém nhất thời như bệnh như ung, cho đến nói rộng. Lại nữa, nên biết các A-la-hán đầy đủ sở giải được có 6 chủng ký biệt tri giải: 1 ký biệt có dị môn, 2 ký biệt không dị môn, 3 ký biệt trí, 4 ký biệt đoạn, 5 ký biệt chung, 6 ký biệt riêng. Ký biệt có dị môn: như có người do có người thỉnh hỏi hoặc tự nhiên vì muốn khiến người đối với lời Phật Thánh dạy khởi nhiều cung kính nên ký như vậy, nay ta không một chút nghi hoặc. Ký biệt không dị môn: như ta ký, ta sanh đã tận, cho đến nói rộng. Ký biệt trí: như có người hỏi rằng cớ sao biết, cớ sao thấy sanh kia đã tận, liền ký biệt rằng vì duyên sanh tận nên sanh kia tận. Dùng từ ký biệt như vậy, tự mình khéo giải thoát trí nhiếp lấy tận trí, gọi là ký biệt trí. Ký biệt riêng: tức ở đây ký biệt nhân duyên hữu kia, lại ký biệt nhân duyên sanh kia, nhân duyên các thủ, lại ký biệt tướng các thủ đây, vì như thật biết, vì như thật thấy khiến thủ không có. Ký biệt chung: ở nơi tất cả điều đã ký đây, rõ biết sở hữu các thọ đều khổ, đã rõ biết rồi khiến sanh kia tận, người ký như vậy gọi là ký biệt chung. Ký biệt đoạn: do bên trong giải thoát khỏi kia nên tất cả nhân duyên tham ái đều tận, người ký như vậy gọi là ký biệt đoạn. Ký biệt đoạn đây nếu như trước thuyết gọi là ký biệt riêng, nếu được do ba chủng hành tướng thì gọi là ký biệt chung. Như Đức Bảo Giả Phạm thuyết, ta đều không còn các kiết, đây gọi là ký biệt đoạn chủng thứ nhất, đó là các hữu kiết đều vĩnh viễn đoạn. Lại ta an trụ chánh niệm như vậy, do ta an trụ chánh niệm đây, tất cả tham ưu pháp ác bất thiện năng khiến rốt ráo không gì lậu nơi tâm, đây gọi là ký biệt đoạn chung thứ hai, đó là hằng trụ. Lại ở trong đây tự không kiêu mạn, đây gọi là ký biệt đoạn chung thứ ba, đó là không có tăng thượng mạng sót thừa. Như vậy tổng thuyết có 6 ký biệt. Lại nữa, có 3 chủng pháp là chỗ yêu thích của thế gian nương bên trong mà thuyết: 1 thế lực, 2 diệu sắc, 3 thọ mạng. Lại có 3 chủng pháp riêng không đáng yêu thích năng trái ngược tổn hại 3 pháp trên: 1 tật bệnh, 2 giả suy, 3 chết yểu. Nếu ở nơi ba học mà khởi tà hạnh, liền không kham nhiệm năng vượt qua tật bệnh, giả suy và chết yểu. Nếu ở nơi ba học khởi chánh hạnh, liền năng vượt qua ba sự như vậy. Sao gọi là ba học? 1 tăng thượng giới học, 2 tăng thượng tâm học, 3 tăng thượng tuệ học. 1 sao gọi là nương sở hữu tăng thượng giới học phát khởi các tà hạnh? Như có người ở trong học đầu tiên mà có chỗ phạm, hoặc quán nơi mình, hoặc quán nơi người không biết hổ thẹn, đã tự mình trụ không hổ thẹn, liền ở nơi tất cả pháp ác bất thiện không tự phòng hộ, đã ở nơi pháp kia không tự phòng hộ, thì đối với Phật Pháp Tăng cũng không khỏi cung kính, và đối với các sở học dạy trao dạy dân đều không kính quý, lại thêm tránh xa. Do nhân duyên đây, nếu ở nơi sự việc đây có người trần tránh cử tội can ngăn, liền đối với lời khuyên gian của người không thể nhẫn thọ, tự mình cũng im lặng không cùng giao tiếp. Nếu Bồ Đạt Già La năng trần tránh phân tích điều phải điều quấy, cùng cửa tội và khuyên can, thì kẻ kia càng tăng thêm chống trái xa lìa. Đối với kẻ hành tà hạnh đồng pháp thì gần gũi giao du, thích cùng cộng chú, do cùng bạn ác chung sống, nên đối với các bậc thánh hiền còn sanh ganh ghét chống trái, cũng sẽ đến kia cung kính thân cận. Giả sử có đến các bậc thánh vì kia tuyên thuyết chánh pháp, nhưng vì tăng thêm chống trái nên chẳng muốn nghe. Giả sử có chú tâm lắng tai nghe cũng không kính thuận, chỉ ôm lòng tranh cãi trái nghịch, không vì cầu học mà lắng nghe. Ở trong phân biệt chánh hạnh thị xứ phi xứ mà các bậc trí luận nói thì không vui an trụ, do tâm kẻ kia ôm lòng chống trái nên tuy lắng nghe mà không tín thọ, cũng không nương theo đó hành trì.
Lại các bậc hiền thánh im lặng không nói, kẻ kia liền khỏi suy nghĩ, hành giả như vậy chẳng kham dạy dằn dạy trao. Kẻ kia không pháp chế ngự bản thân, lại bị sự xả bỏ của các bậc hiền thánh nên trong tâm hàng không tịch tĩnh, ngoài thân ngữ ý tạp loạn xấu xa, ác tham lam mạnh mẽ, miệng phát lời cao ngạo. Ở nơi các việc như vậy, không thấy tội lỗi, nhiều lỗi hủy phạm chẳng như pháp hối. Do nhiều tập quen nên dần dần hủy phạm tất cả giới luật, nên biết đây gọi là nương sở hữu tăng thượng giới học phát khởi các tà hạnh. Trái tướng đây nên biết tức là nương sở hữu tăng thượng giới học phát khởi các chánh hạnh. 2. Sao gọi là nương sở hữu tăng thượng tâm học phát khởi các tà hạnh? Vào thời hành ở nơi cảnh giới không như chánh lý chấp thủ các tướng tùy hảo, do nhân duyên đây phát khởi vọng niệm, tức ở trong đây không quán lỗi lầm tai họa phiền não sanh, rồi kiên cố chấp đắm chẳng xả. Do nhân duyên đây không trụ chánh biết, vào thời trụ ở chốn viễn ly không an trú gì khác, tức lấy vọng niệm trụ chân không chánh biết là chỗ nương, tâm lưu tán buông thả bên ngoài, như vậy gọi là nương sở hữu tăng thượng tâm học phát khởi các tà hạnh. Trái với tướng đây nên biết tức là nương sở hữu tăng thượng tâm học phát khởi các chánh hạnh. 3. Sao gọi là nương sở hữu tăng thượng tuệ học phát khởi các tà hạnh? Như có người xa lìa thân cận các bậc hiền thánh, nương gần bạn ác, nghe pháp bất chánh làm nhân tin hiểu, không như lý từ trạch các pháp. Đối với các ác dục và các ác kiến vui muốn thọ hành, đối với sở học rộng lớn, chỗ đắc pháp vi diệu lại tự mình khinh miệt. Như vậy, gọi là nương sở hữu tăng thượng tuệ học phát khởi các tà hạnh. Trái với tướng đây, nên biết tức là nương sở hữu tăng thượng tuệ học phát khởi các chánh hạnh. Trong đây Bồ Đắc Già La dị sanh nương ba chủng học như vậy, mà khởi tà hạnh không thể kham năng vượt qua dị sanh địa, điền đảo không thể thú nhập chánh tánh dị sanh, không thể vĩnh viễn đoạn ba kiết. Do không vĩnh viễn đoạn ba chủng kiết nên không kham năng nương tổ đạo đắc A-la-hán. Trong hiện pháp không kham năng vĩnh viễn đoạn tham sân si không sót thừa, không thể vượt qua tất cả phiền não tật bệnh suy lão cho đến chết yểu ở đường lai. Trái tướng đây nên biết tức là ở trong ba học như thật, chánh hành tất cả phẩm bạch, nói rộng cho đến vượt qua bệnh tật già suy cùng với chết yểu ở đường lai. Lại nữa, nếu có bí sô đầy đủ tịnh giới, an trụ luật nghi biệt giải thoát thành tịnh, tăng thượng tâm học do lực tăng thượng nên đắc sơ tịnh lự, phần cận nhiếp lấy thắng tà ma địa làm chỗ nương, tăng thượng tuệ học do lực tăng thượng nên đạt được pháp trụ trí và niết bàn trí, dùng hai trí đây làm chỗ nương. Lại do bốn chủng viên mãn viễn ly đã thọ học từ trước, nay chuyển chuyển khiến tâm giải thoát tất cả phiền não, đắc a la hán thành tựu tuệ giải thoát. Sao gọi là pháp trụ trí? Như có người đã lắng nghe rồi, đã thuận theo lời dạy duyên khởi của tánh duyên không điên đảo rồi, đối với phần vị nhân quả của duyên sanh hành trụ dị sanh địa liền năng như thật, dùng văn tư tu thành tựu tác ý như lý tư duy, năng dùng diệu tuệ ngộ nhập tin hiểu khổ chân thật là khổ, tập chân thật là tập, diệt chân thật là diệt, đạo chân thật là đạo. Chỗ có các diệu trí như vậy xứng với pháp nhân quả đã an lập gọi là pháp trụ trí. Sao gọi là niết bàn trí? Nương pháp nhĩ ở nơi khổ tập diệt đạo, lúc dùng diệu tuệ đây tìm hiểu ngộ nhập chính là chân khổ tập diệt đạo đế, liền ở nơi khổ tập trụ tưởng chán nghịch, đối với diệt niết bàn khởi tưởng tịch tĩnh, chỗ gọi là rốt ráo tịch tĩnh vi diệu, xả bỏ tất cả chỗ nương tựa sanh tử cho đến nói rộng. Như vậy chỉ nương pháp trụ trí kia và nhân nơi khổ hoặc nhân duyên khổ mà trụ tưởng chán nghịch, liền đối với niết bàn năng dùng diệu tuệ tìm hiểu ngộ nhập là tịch tĩnh thảy, diệu trí như vậy gọi là niết bàn trí. Lại nữa, ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia, các bậc thông tuệ chánh quán sáu chủng viên mãn hoàn toàn hiện tiền, đủ năng phát khởi an trụ sinh tinh tấn. Sao gọi là sáu chủng viên mãn hoàn toàn? 1. Đại sư viên mãn hoàn toàn. 2. Thánh giáo viên mãn hoàn toàn. 3. Thánh giáo dễ nhập viên mãn hoàn toàn. 4. Chứng được tự nghĩa vô thượng viên mãn hoàn toàn. 5. Tuyên thuyết tất cả như lý không gián đoạn viên mãn hoàn toàn. 6. Có thánh ngôn sắc đầy đủ viên mãn hoàn toàn. 1. Đại sư viên mãn hoàn toàn là chư Như Lai thành tựu mười lực bốn vô sở úy, hết thảy như vậy gọi là đại sư viên mãn hoàn toàn. 3. Thánh giáo viên mãn hoàn toàn đó là tự sướng lời, này ta ở ngôi vị đại tiên tôn năng chuyển pháp phạm luân, ở giữa đại chúng tránh sự tử hống, khai thị tất cả thuận nghịch chuyển khởi niết bàn tịch diệt, hết thảy như vậy gọi là thánh giáo viên mãn hoàn toàn. 3. Thánh giáo dễ nhập viên mãn hoàn toàn, chỗ có văn cú của thánh giáo đây, thánh ấy minh hiển, nghĩa ấy thẳm sâu,
do thánh giáo đây năng tránh khai phát các nghĩa thảm sầu, nên nói văn cố đầy tánh bình hiển nghĩa thảm sầu, như vậy gọi là thánh giáo dễ nhập viên mãn hoàn toàn. 4. Chứng đắc tự nghĩa vô thượng viên mãn hoàn toàn, không có sa môn hoặc bà la môn nào vượt hơn Như Lai trong việc năng tránh khai giác thông tuệ. Cho nên so với chứng đắc tự nghĩa của người, đúng với nghĩa nền đắc, đúng với nghĩa nền giác, chỉ có Như Lai sở thuyết giáo pháp là vi diệu, là không gì vượt hơn. Nếu vượt quá đây tuyệt dứt được ngôn ngữ, như vậy gọi là chứng đắc tự nghĩa vô thượng viên mãn hoàn toàn. 5. Tuyên thuyết tất cả như lý không gián đoạn viên mãn hoàn toàn. Chứ Như Lai sở thuyết giáo pháp khắp vì tất cả trời người khai thị không điền đảo, khai thị tất cả pháp mà không ỷ cậy quyền làm thầy, khai thị không thiếu sót, như vậy gọi là tuyên thuyết tất cả như lý không gián đoạn viên mãn hoàn toàn. 6. Có thánh ngôn sát viên mãn hoàn toàn, có người lấy tín rộng lớn làm chỗ nương, năng đoạn trừ tất cả nghi hoặc và năng sanh khởi tất cả thiện căn, tất cả thiện pháp hiện tiền ở chỗ đại sư mới năng an đạt hiện lượng, như vậy gọi là có thánh ngôn sắp đầy đủ viên mãn hoàn toàn. Các bậc thông tuệ chánh quán 6 viên mãn hoàn toàn hiện tiền đây, đủ năng phát khởi siêng an trụ tinh tấn. Ở trong ba học nương tăng thượng giới tu tập du già, nương tăng thượng tâm tu không phóng dật, nương tăng thượng tuệ đối với điều đại sư dạy tu hành du già. Nếu có kẻ tâm trụ giải đãi nên biết gọi là mời hai chủng quá hoạn. 1. Gọi mời năng sanh các thứ khổ, tất cả phiền não tạp nhiễm ưu khổ hiện pháp, đường lại chẳng trụ an ổn. 2. Gọi mời thối thất tất cả thiện pháp chưa chứng đã chứng, thối thất nghĩa rộng lớn, năng dẫn pháp, năng an trụ đường thiện hướng đến niết bàn. Trái với tướng đây, tức là người siêng tinh tấn gọi mời hai chủng thắng lợi. Người tinh tấn đầy ở nơi các thiện pháp chưa chứng năng chứng, không thối thất, năng biện chọn nghĩa lợi mình, nghĩa lợi người, nghĩa lợi mình người. Năng biện chọn nghĩa lợi mình, tức đã xuất ra rồi do hai tướng đây, gọi là có quả. 1. Chứng đắc địa hệ buộc của phiền não khi cánh niết bàn, đó là quả địa hệ buộc. 2. Năng phát khởi lạc thủ thắng thế gian, đó là quả vui dị thục đi vào đường thiện. Năng biện chọn nghĩa lợi người, tức là rộng vì người tuyên thuyết pháp yếu, khiến họ đến cõi thiện thế gian cứu cánh niết bàn. Năng biện chọn nghĩa lợi mình người, tánh tự tu sửa trị, thành tịnh ruộng phước, khảm nghiệm thọ dùng, từ biên tịnh tín như pháp thu được các sự y phục. Do đây thọ dụng nuôi dưỡng thân, khiến thân đây thuận làm tất cả phẩm thiện, lại năng khiến người ở nơi việc đã làm được quả báo lớn. Đó là ở đường lai đến cõi thiện, nên được lợi ích thủ thắng rộng lớn, sẽ thu được tài bảo, kẻ hầu người hạ đều viên mãn, nên được hưng thịnh sung mãn rộng lớn, tự mình thu được sắc lực thọ mạng, vui biện tài viên mãn, nên được sự tu học rộng lớn. Đối với ba điều đã đạt được trên, trường thời tùy chuyển theo không gián đoạn. Lại do bốn chủng tướng nên biết thánh giáo thế tôn sở thuyết gọi là thiện thuyết pháp. 1. Năng hướng đến tịch tĩnh, vì năng khiến chứng đắc hữu dư y niết bàn giới. 2. Năng bát niết bàn, vì năng khiến chứng đắc vô dư y niết bàn giới. 3. Năng hướng đến bồ đề, vì năng khiến chứng đắc ba bồ đề là thanh văn độc giác và vô thượng chánh đẳng. 4. Kéo phân biệt không gì vượt hơn, vì chỗ khai thị của bậc đại sư vô thượng hiện bày tối cực rốt giáo hiện lượng. Lại nữa, đầy đủ bốn viên mãn năng sanh thành xứ. Nếu có người thành tựu viên mãn đây, lúc tránh tu hành trong pháp thiện thuyết tịch nại ra, gọi là người thiện lai thiện xuất ra. Sao gọi là bốn chủng viên mãn? 1. Tăng thượng ý lạc viên mãn. 2. Căn viên mãn. 3. Trí viên mãn. 4. Tức ở thánh xứ có Phật xuất thế được gặp gỡ viên mãn. Tăng thượng ý lạc viên mãn, như có người đối với bát niết bàn tu sở trị, ý lạc cực tịnh tăng thượng rồi mới xuất ra. Không do các nguyên nhân khác bức bách sợ hãi mà cầu xuất ra, cho đến nói rộng nên biết người như vậy xuất ra gọi là thiện xuất ra sanh nơi thánh xứ. Căn viên mãn, như có người mắt tai không khuyết, không phải bán nữ, không khiếm khuyết chi phần, do được căn không khuyết như vậy, ở trong pháp thiện thuyết tỉ nại ra khảm nghiệm xuất ra, đủ khả năng khảm nghiệm lắng nghe thọ trì khi người thuyết chánh pháp. Trí viên mãn, như có người tánh không ngu si nóng vội, tức không bị chứa ngu si phẩm hạ, cũng không câm ngọng, tức không bị chứa ngu si phẩm trung, chẳng phải dùng tay thay lời, tức không bị chứa ngu si phẩm thượng. Do xa lìa ba chủng ngu si chướng ngại trí, nên có lực năng hiểu pháp nghĩa là thiện thuyết hay ác thuyết. Ở nơi thánh xứ có Phật xuất thế, được gặp gỡ viên mãn, như thời này có bạc giả Phạm Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện nơi đời. Đây là Như Lai ứng chánh đẳng giác cho đến nói rộng. Nếu giải thích rộng nên biết như trước, trong phần nhiếp dị môn tuyên thuyết chánh pháp hướng đến tịch tĩnh nói rộng như trước.
Hiến biết trong đầy thì sành thánh sứ gọi là người thiện lai khéo được xuất ra, thì căn không khuyết, vì không ngu xì nóng vội, vì không câm ngọc, vì không dùng tay thay lời, gọi là khéo có được thân người đầy đủ. Lại nữa, ở nơi duyên sanh các hành lưu chuyển, người tu quán hành lược ở nơi hai chủng pháp khởi nghi hoặc đối với pháp, sao gọi là hai? Một, tập theo tiếp nối luận thuyết không nhân; hai, tập theo tiếp nối luận thuyết ác nhân. Trong đây, người tập theo tiếp nối luận không nhân quán tất cả chủng đều không nhân, đèn sanh nghi hoặc, làm sao các pháp không nhân mà năng chuyển? Người tập theo tiếp nối luận ác nhân cũng sanh nghi hoặc, làm sao do kia nhân không giống nhau, nhân không đúng lý mà có các pháp chuyển? Nếu là bậc thánh đệ tử đa văn thì xa lìa hai chủng luận không chân thật đây mà tránh quán lưu chuyển. Do nhân duyên đây được khéo quyết định không còn nghi hoặc, nội chứng chân thật. Nếu ở nơi xứ đây mà thuyết có các thánh đệ tử đa văn, nên biết trong đây nói các dị sanh. Nếu ở xứ đây mà thuyết có các thánh đệ tử, nên biết trong đây nói người đã kiến đế. Lại nữa, ở trong chánh pháp được có ba chủng Bồ Đạt Già La vẫn còn khổ não trụ không an ổn. Sao gọi là ba? Như có người vì cầu niết bàn hướng đến niết bàn, nên xả bỏ đời sống gia đình hướng đến đời sống xuất gia. Ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại già, đã xuất gia rồi chỉ năng thọ trì an trụ cấm giới mà cho là vui đủ, không tùy từng giai đoạn mà chuyển thắng tiến tu tập, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Khi kia xả cuộc sống cư già, đối với cảnh giới đã thọ dụng trước kia chưa thể tùy được an lạc vô thượng, chứng đặng niết bàn, cho nên ở trong khoảng giữa đây vẫn còn khổ não trụ không an ổn. Đây gọi là Bồ Đạt Già La thứ nhất. Như có người tuy không chỉ an trụ cấm giới đã thọ cho là vui đủ, nhưng chưa thể vượt qua dị sanh địa. Vì chưa thể vượt qua dị sanh địa, vì ở nơi tất cả pháp bị duyên khác dẫn đoạt, nên thường xem mặt người, thường quán miệng người, thì làm sao như thật rõ biết ở nơi chỗ thấy biết được, phải hằng thường đến bậc đại sư để thỉnh cầu lắng nghe chánh pháp, dạy dằn dạy trào, cho nên vẫn còn khổ não do tự tâm có nghi có hoặc, trụ không an ổn. Đây gọi là Bồ Đạt Già La thứ hai. Như có người là hữu học đã thấy dấu vết mà trụ phóng dật, năng nhiếp thọ nhân sanh khởi hữu thể thứ hai, và trong hiện pháp không kham năng chứng đắc cứu cánh niết bàn, cho nên vẫn còn khổ não do trụ hữu thứ hai, trụ không an ổn. Đây gọi là Bồ Đạt Già La thứ ba. Ba loại Bồ Đạt Già La như vậy, lại có ba Bồ Đạt Già La khác chứng được an lạc khéo trụ an ổn, đó là A La Hán nhất hướng lạc trú. Lại nữa, Ốt Đà Nam nói hữu diệt hoặc sa môn bà la môn thọ trí lưu chuyển cùng đến đi, Phật thuận nghịch theo sau. Các bậc hữu học đã thấy dấu vết, tuy ở nơi hữu diệt tịch tĩnh niết bàn, chẳng phải do người mà tin theo, bên trong thánh tuệ nhãn tự năng soi thấu, nhưng vẫn còn chưa thể tự thân chạm đến chứng đắc. Ví như có người bị nóng khát bức bách chạy đến giếng sâu, tuy dùng mắt thịt hiện thấy giếng nước trong sạch thanh tịnh lìa các cấu bẩn, mà đối với nước đây tự chưa thể uống. Như vậy bậc hữu học tuy thánh tuệ nhãn hiện thấy sở cầu, về sau sẽ đoạn trừ phiền não, tối cực tịch tĩnh, mà ở nơi đoạn đây tự chưa chạm đến chứng đắc. Lại nữa, có các sa môn hoặc bà la môn đã diệt tham sân si không sót thừa, nhưng ở nơi chân nghĩa sa môn, chân nghĩa bà la môn hoàn toàn chưa chứng được. Những người thế gian khởi tưởng đó là sa môn, đó là bà la môn, kia cũng tự xưng là chân sa môn, chân bà la môn. Những người thế gian đối với kia tuy khởi tưởng đây, nhưng kia chỉ là sa môn bà la môn thế tục, không phải đệ nhất nghĩa. Các sa môn bà la môn đệ nhất nghĩa đều không chấp nhận cho kia là sa môn bà la môn. Vì cớ sao? Do kia không thể như thật rõ biết các pháp tạp nhiễm, nhân pháp tạp nhiễm cũng không như thật rõ biết đường kia diệt, hành kia diệt. Pháp tạp nhiễm là chi lão tử nhập lấy các thứ khổ và dụng chi sanh. Nhân pháp tạp nhiễm lại có hai chủng, một sở tác ái, hai sở tác nghiệp. Sở tác ái do đạo lý nghịch thứ lớp duyên khởi, từ hữu thủ đến ái hoặc vô minh xúc, sanh ra các thọ và vô minh xúc và vô minh giới đi theo sáu xứ. Sở tác nghiệp do đạo lý nghịch thứ lớp duyên khởi, từ danh sắc thức hành, tức ở nơi như vậy kia không như thật rõ biết, như ở nơi pháp trụ trí còn chưa thể hiểu rõ, hướng lúc như kia hiện quán đế mà năng rõ biết khắp, hoặc như tu đạo chưa rõ biết khắp thì như vô học địa chưa năng siêu vượt. Lại nữa, được do hai chủng minh xúc sanh khởi pháp, ở trong duyên sanh tất cả hành nương lý tứ đế nhập vào hiện quán, sao gọi là hai chủng? Một, minh xúc sanh thọ do lãnh nạp sở duyên làm tánh; hai, minh xúc sanh tuệ do chọn lựa sở duyên làm tánh. Nên biết trong đây ở nơi 11 chi an lập 4 đế,
nương mỗi một trì đế đầy kiến lập 44 sự, tức là nương minh xúc sanh các thọ. Như vậy thuyền thuyết 44 chủng sự thọ sai biệt, tức là nương minh xúc sanh các tuệ. Như vậy thuyền thuyết 44 chủng sự trí sai biệt. Trong đây ở nơi hậu tế, chỗ tạo tác lão tử chỉ là quả chẳng phải nhân. Ở nơi tiền tế, chỗ phát khởi vô minh chỉ là nhân chẳng phải quả. Trì hữu còn lại cũng là nhân cũng là quả. Vì ở nơi ba thời biến trí có sai biệt, vì quyết định biến trí có sai biệt như trước đã thuyết. Vì pháp chủ trí nhiếp lấy năng thủ trí, tánh vô thường có sai biệt, nên biết kiến lập 77 chủng sự trí sai biệt. Như vậy hiển thị trải qua quán tất cả hành tướng các đế, từ đây không gián đoạn nhập đế hiện quán, dần dần tu tập cho đến thành tựu quả A-la-hán. Lại nữa, do ba chủng tướng ở nơi duyên sanh hành nên tránh rõ biết thứ lớp di chuyển. Những gì là ba, một vì nhân tăng ích, hai vì quả sanh khởi, ba vì quả tích tập tăng trưởng. Tất cả như vậy, được nhiếp là một, gọi chung là các pháp hoặc tăng hoặc sanh hoặc tích tập, nương nhân quả diệt. Nhiều chỗ thích hợp gọi là hoặc giảm hoặc diệt hoặc chết. Như vậy đạo lý, ý thú sai biệt không trái, pháp tánh lại có nghĩa riêng, đó là vì thời sơ chung hậu thế khác biệt. Vì dục sắc vô sắc giới sai biệt, như thứ lớp đây hoặc tăng hoặc giảm, hoặc sanh hoặc diệt, hoặc tập hoặc chết, phải tránh rõ biết. Lại nữa nên biết được có hai chủng tạp nhiễm, một nghiệp ái tạp nhiễm, hai vọng kiến tạp nhiễm. Hai tạp nhiễm đây được hai phẩm, một phẩm tại gia, hai phẩm xuất gia. Nên biết trong đây chỗ tạo tác nghiệp ái tạp nhiễm gọi là tư gây tạo, vọng kiến tạp nhiễm là do tà kế chấp sanh khởi, gọi là kế sở chấp. Trong đây dị sanh hoặc phẩm tại gia hoặc phẩm xuất gia có đầy đủ cả hai tạp nhiễm, do các triển và tùy miên cho nên nhân sở duyên kia. Ở nơi bốn thức trụ khiến tâm sanh khởi các tạp nhiễm rồi, triều tập hậu hữu tuần hoàn đến đi chẳng được giải thoát. Hàng hữu học thấy dấu vết đã vĩnh viễn đoạn trừ vọng kiến tạp nhiễm, dù có ngã mạn nương xứ tập khí vẫn còn sót thừa, mà không tạo nghiệp mới, không vùi hậu hữu nghiệp ái tạp nhiễm, không có các triển năng khiến tạp nhiễm, chỉ có tùy miên tương tục nương tựa năng khiến tạp nhiễm. Nhân sở duyên kia ở nơi các thức trụ khiến tâm tạp nhiễm, triều tập hậu hữu. Hàng vô học thì hai chủng truyền và tùy miên đều vĩnh viễn đoạn, tức bên trong hệ pháp ở nơi các thức trụ khiến tâm tạp nhiễm, cùng với đường lai chỗ triều tập hậu hữu tất cả đều không. Lại nữa, quá khứ chư Phật lúc làm Bồ Tát như lý tư duy pháp duyên khởi rồi, chứng giác vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này bạc giả phạm cũng ở nơi duyên khởi chánh tư duy rồi, chứng giác vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như quá khứ chư Phật đắc Bồ Đề, tức ở nơi duyên khởi tác ý, duyên theo đạo lý thuận nghịch, phương tiện, tùy tu hiện pháp lạc trú, đã trụ an lạc. Này bạc giả phạm cũng là như vậy, kia tùy vô lượng nhưng tương tự bài kiếp của thế gian, nên chỉ thuyết bảy. Như vậy vô thượng chánh đẳng Bồ Đề còn do như thật biết duyên khởi, nên chưa chứng năng chứng, chứng rồi thu được hiện pháp lạc trú. Cũng chỉ những pháp thấp hơn thuộc sở hữu Bồ Đề mà không năng chứng sao? Lại như thật giác hết thảy duyên khởi nhiếp thọ năm chi, phương tiện đoạn nên biết như trước. Này được trung nghĩa duyên khởi, đó là nương phẩm chuyển có nhân các khổ, lại nương phẩm hoàn có nhân sở hữu các pháp vô lậu, lại có nhân khổ nhân duyên các lậu, lại chỗ nương tựa tánh các lậu kia từ vô minh xúc sanh các thọ, lại pháp có nhân duyên trụ lập, tức trong hiện pháp phiền não đoạn trừ chỉ có nương duyên. Lại nữa, vì chứng đắc không tạo tác cứu cánh niết bàn nên tu tập thứ lớp bảy chủng thành tịnh, nên biết tuyên thuyết như vậy thuận theo ngôn giáo duyên khởi của tánh duyên thẳm sâu. Sao gọi là bảy chủng thanh tịnh? Một, giới thành tịnh; hai, tâm thành tịnh; ba, kiến thành tịnh; bốn, vượt qua nghi thành tịnh; năm, trí kiến đạo phi đạo thành tịnh; sáu, trí kiến hành thành tịnh; bảy, trí kiến hành đoạn thành tịnh. Sao gọi là tu tập thứ lớp thanh tịnh như vậy? Có bí xô an trụ đầy đủ giới, thủ hộ luật nghi biệt giải thoát, nói rộng nên biết như thành phần địa. Do vị kia đầy đủ giới như vậy nên được không hối hận, nói rộng cho đến tâm được chánh định, dần dần cho đến đầy đủ an trụ đệ tứ tịnh lực. Vị kia đã thu được tâm định như vậy, dần dần cho đến chất trực điều nhu, an trụ không động chuyển. Vì chứng đắc lậu tận trí thông, tâm hướng đến định, ở nơi bốn thánh đế chứng nhập hiện quán, đoạn trừ tất cả phiền não kiến sở đoạn, thu được chánh kiến hữu học vô lậu. Vị đã được chánh kiến nên năng ở nơi tất cả khổ tập diệt đạo, và Phật pháp tăng vĩnh viễn đoạn trừ nghi hoặc, do sẽ xuất giáo đoạn trừ vượt khỏi do dự nên gọi là vượt qua nghi. Lại ở nơi đạo lấy chánh kiến làm tiền hành, như thật rõ biết đó là chánh đạo, do đây năng đoạn kiến sở đoạn, sau đoạn hoặc tu sở đoạn. Lại ở nơi phi đạo lấy tà kiến làm tiền hành,
Như thật rõ biết đó là tà đạo, ở nơi đạo phi đạo đây đã được khéo léo nên xa lìa phi đạo, dạo nơi tránh đạo. Lại ở nơi bốn chủng dấu vết hành đạo, như thật rõ biết những gì là bốn: một, khổ chậm chạp thông; hai, khổ nhanh chóng thông; ba, lạc chậm chạp thông; bốn, lạc nhanh chóng thông. Dấu vết hành như vậy đã biện rộng như phần thành văn địa. Ở nơi dấu vết hành đây, như thật rõ biết dấu vết hành thứ nhất nên đoạn tất cả, vì nghĩa vượt qua, chẳng phải do nghĩa lìa hệ buộc phiền não. Như thật rõ biết dấu vết hành khổ nhanh chóng thứ hai và dấu vết hành lạc chậm chạp thứ ba, hai chủng dấu vết hành nên đoạn một phần. Như vậy, như thật rõ biết chủng thứ nhất nên đoạn hoàn toàn và hai, ba nên đoạn một phần rồi nương lạc nhanh chóng thông, tránh xiềng tụ tập. Từ đây không gián đoạn vĩnh viễn, tận các lậu, ở trong hiện pháp thù được, không tạo tác, tiêu cánh niết bàn, thân hoại rồi về sau chứng vô dư ý bát niết bàn giới. Như vậy lấy bảy chủng thanh tịnh làm chỗ nương, tu tập thứ lớp cho đến thu được các lậu vĩnh viễn tận, không tạo tác, tiêu cánh niết bàn. Trong đây nên biết bảy chủng thanh tịnh như vậy, phải thứ lớp tu tập đầy đủ tất cả mới chứng đắc không tạo tác, tiêu cánh niết bàn, chẳng thể tùy khuyết một chủng, cho nên phải siêng cầu tất cả như vậy. Ở nơi Thế Tôn tu thành thục tất cả phạm hạnh, chẳng phải chỉ cầu một. Lại Phật Thế Tôn do nhân duyên đây cũng thi thiết đầy đủ tất cả như vậy, vì khiến chứng đắc không tạo tác, tiêu cánh niết bàn, chẳng thể xả bỏ dầu chỉ một chủng. Lại ở trong đây nương mỗi một mà thuyết, không phải chỉ do đây, cũng không phải lìa đây mà năng hoạch đắc không tạo tác, cứu cánh niết bàn, nên biết duyên khởi của tánh duyên thẳm sâu như vậy. Lại nữa Út Đà Nam nói: an lập cùng nhân duyên, quan sát nơi nghĩa thực, rất nhiều các quá hoạn tạp nhiễm thầy đi sau. Ở trong hệ pháp có bảy chủng pháp cần yếu, năng trưởng dưỡng các càn đại chủng, sao gọi là bốn: một, khí lực; hai, hỷ lạc; ba, ở nơi cảnh khả ái chuyên chú hy vọng. Bốn, khí lực, hỷ lạc, chuyên chú hy vọng làm chỗ nương cho càn đại chủng, bao gồm thọ mạng, hơi ấm, khiến các càn an trụ không bị hư hoại. Bốn pháp như vậy tùy theo thứ tự nên biết riêng lấy bốn pháp làm thức ăn thực: một, đoạn; hai, xúc thuận thọ lạc; ba, hữu lậu ý hội tư; bốn, thức năng chấp thọ các càn đại chủng. Nên biết trong đây đoạn năng làm thức ăn cho khí lực hiện pháp, do khí lực nên tăng trưởng dưỡng các càn đại chủng. Các xúc hữu lậu thuận thọ lạc năng làm thức ăn cho hỷ lạc, do hỷ lạc nên trường dưỡng các căn đại chủng, do hỷ lạc nên trường dưỡng các căn đại chủng. Nếu tại ý địa năng gặp cảnh tư duy gọi là ý hội tư, ý hội tư năng làm thức ăn của chuyên chú hy vọng nơi tất cả cảnh khả ái, do chuyên chú hy vọng nên năng trường dưỡng các căn đại chủng, do thức năng chấp thọ giữ gìn các căn đại chủng, khiến các căn đại chủng kia bao gồm thọ mạng, hơi ấm và thức không lìa thân làm nhân mà được trụ, cho nên nói thức là nhân khiến kia trụ, do kia trụ nên khí lực hỷ lạc chuyên chú hư vọng như kia mà truyền. Như vậy bốn thực năng khiến hữu tình đã sanh được tồn tại. Lại do đoạn mà có khí lực, vì có khí lực nên các căn đại chủng đều được tăng trưởng. Do nhân duyên đây ngũ phù có sự luyến tiếc thần mạng, cũng do nghĩa đây nên có sự truy cầu. Vào lúc truy cầu tạo tác chủng chủng nghiệp thiện ác mới, cũng lại khiến nghiệp kia tăng trưởng, cũng lại năng tăng trưởng trùng trùng phiền não. Như đã thuyết ở nơi đoạn, thì ở nơi xúc và ý hội tư tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Do ba môn đây năng huân tập thức nghiệp phiền não hậu hữu, vì ở hiện pháp đây có nghiệp phiền não đuổi theo nên thành hữu thủ đây, liền năng nhiếp thọ hậu hữu đương lai. Bốn chủng thực như vậy khiến cầu hậu hữu, vui thích hậu hữu ở nơi hậu hữu đây mà chưa năng đoạn, tức là năng nhiếp hậu hữu, khắp nhiếp hậu hữu, tùy nhiếp hậu hữu. Lại các đoạn thực ở trời dục giới gọi là tế, hoặc ở xứ trùng hữu thai mẹ nấp trong vỏ trứng nên biết cũng vậy. Ở xứ dục giới khác, đoạn thực gọi thô, xúc, ý, hội tư và thức thực ở vô sắc giới nên biết gọi là tế, xứ khác gọi là thô. Vì cớ sao? Vì có sắc làm chỗ nương nên dễ phân biệt, vì không sắc làm chỗ nương thì khó phân biệt. Lại các thực đây có nghĩa môn thô tế khác nhau, đó là nếu năng khiến hữu tình đã sanh được tồn tại thì gọi là thô, nhiếp ích đối với các hữu tình cầu hữu nên biết là tế. Như vậy nên biết an lập bốn thực. Lại nữa như trên đã thuyết, các căn đại chủng do tập đế nhiếp, trước tiên do ái mà sanh, vì muốn khiến kia được tăng trưởng nên truy cầu bốn thực. Do đạo lý đây hữu tình đã sanh tùy do bốn thực mà được tồn tại, nhưng gốc đương nhờ ái làm duyên nên có. Lại có ái đây nên ở trong hệ pháp thần đường các thực, do ba chủng môn nuôi dưỡng tăng trưởng nghiệp hoặc, năng biện nghiệp hoặc,
thường đuổi theo thức hữu thủ ở trong hiện pháp nhiếp thọ hậu hữu, cho nên tất cả hữu tình cầu hữu tùy được sự nhiếp ích của bốn chủng thực nhưng lại đừng nhờ ái làm duyên nên có, lại tức ái đầy ở trong hiện pháp do vô minh xúc dành các thọ làm duyên nên được khởi, vô minh xúc dành các thọ đầy do vô minh xúc làm duyên nên được khởi, vô minh xúc đầy do trước thường xuyên tập các vô minh giới đuổi theo sáu xứ làm duyên nên được khởi, sáu xứ đây về sau lại không có nhân khác, ở trong hiện pháp chỉ có sáu xứ đây nương nhau chuyển chuyển, các căn hữu sắc nương nơi thức, thức cũng nương thức chấp thọ giữ gìn các căn hữu sắc, do nhân duyên đầy sáu xứ về sau không nói trở lại. Nếu lại có người lắng nghe chánh pháp làm ngoại lực, như lý tác ý chánh sinh tu tập làm nội lực, do nhân duyên đầy sanh khởi chánh kiến, chánh kiến sanh khởi nên năng đoạn diệt vô minh, năng sanh minh. Người kia ở trong hiện pháp, các vô minh giới đuổi theo sáu xứ đều được trừ diệt. Minh giới đuổi theo sáu xứ được sanh gọi là chuyển y, phẩm thô trọng kia đều dừng dứt. Sáu xứ đã diệt, dần dần cho đến ái cũng diệt theo. Do ái diệt nên các thực cũng diệt. Các pháp năng thủ hậu hữu diệt, nên biết hậu hữu cũng lại tùy diệt. Cho nên biết người ở xứ minh đây không cầu hậu hữu, lại nữa không có chút pháp sanh rồi tồn tại, cũng không có ngã năng thực sở thực. Do nhân duyên đây kia nào gọi là thực, nhưng chỉ trong phạm vi cùng các pháp chưa sanh lập nên lý duyên sanh, chỉ là pháp dẫn pháp, nói là nghĩa thực. Chỉ do giả pháp ở nơi thức trên, giả tưởng thi thiết Bồ Đạt Già La so với bốn thực đầy thuyết là người thực. Vì muốn tùy thuận ngôn thuyết thế gian, trong phạm vi thế tục đế nói có Bồ Đạt Già La như vậy, năng thực bốn thực, không phải trong phạm vi thắng nghĩa. Vì cớ sao, nếu nói có thức sanh rồi an trụ, thể là chân thật Bồ Đạt Già La, gọi là kẻ năng thực thì không nên lập thức là tánh thực ấy. Chưa từng thấy có Bồ Đạt Già La hoàn tự năng thực Bồ Đạt Già La. Trong một tương tục quyết định không có hai thức đồng thời an trụ, cho nên lập thức thể là chân thật Bồ Đạt Già La là kẻ năng thực thì không đúng đạo lý. Do không đúng đạo lý như vậy, nếu có người hỏi ai thực thức thực, nên biết hỏi đây là hỏi phi lý. Nếu hỏi gì là nhân duyên năng thực thức thực, nên biết hỏi đây là hỏi như lý, vì năng khiến nhập vào lý duyên khởi. Lại nữa có hải hữu, sanh hữu và nghiệp hữu. Nếu là đường lai hậu hữu sanh khởi, thì nay trong hiện pháp các nghiệp phiền não đuổi theo thức làm nhân năng dẫn sanh hữu đường lai. Tức kia từng có tánh nghiệp làm hành dẫn đầu gọi là nghiệp hữu, vì ở trong hiện pháp lại có hữu đây, nên khiến đường lai sanh hữu nhiếp lấy hậu hữu sanh khởi. Vào lúc mạng chung, sáu xứ tiền tế vừa mới vô thường diệt, sáu xứ hậu tế liên tiếp nối sanh. Tức sáu xứ đây ở thời trước thức là duyên năng dẫn, lại ở thời nay là duyên kết sanh. Như vậy do thức nhập thai mẹ nên được có danh sắc, danh sắc làm duyên liền có sáu xứ. Do vô minh giới đuổi theo sáu xứ lấy làm duyên nên có tương tự xúc thứ lớp cho đến vì thủ làm duyên, khiến hậu tế nghiệp chuyển thành hữu ấy. Như vậy các pháp trước chưa từng có, tất cả mới từ duyên riêng biệt mà sanh khởi, nên biết trong đây đều không xúc giả cho đến hữu giả, đang có sở xúc cho đến có hữu. Chỉ có các pháp riêng gọi là sở thực, riêng gọi là năng thực. Cho nên nhân quả rơi trong các hành tương tục lưu chuyển không diệt dứt, do tiền tế nghiệp hữu đi đến các cõi, hậu tế sanh hữu, lại do hậu tế nghiệp hữu trở lại các cõi, tiền tế sanh hữu. Như vậy duyên khởi luân hồi chẳng dứt, từ thế gian này đến thế gian kia, từ thế gian kia trở lại thế gian này, cho nên chỉ có nghĩa pháp năng dẫn pháp, nên biết trong đây gọi là nghĩa thực. Lại nữa, ba thực làm nhân năng khiến ba chủng khổ bên trong sanh khởi. Một, bệnh khổ phát khởi do giới trong thân không điều hòa. Hai, khổ do mong muốn hy cầu. Ba, khổ do cầu mà không được đầy đủ. Khổ thứ nhất đoạn thực làm nhân. Khổ thứ hai xúc thực làm nhân. Khổ thứ ba ý hội tư thực làm nhân. Đoạn thực làm nhân duyên năng sanh bệnh khổ bên trong, cho nên bí xô phải quán đoạn thực, tưởng như ăn thịt con không nên tham trước. Xúc tùy thuận thọ lạc thực làm nhân duyên năng sanh khổ bên trong do mong muốn hy cầu, cho nên bí xô phải quán sáu chủng xúc xứ thuận kia như châu không ra, nên khởi quán đây. Nếu ta nương nơi sáu chủng xúc xứ phát khởi chủng chủng tham mong muốn hy cầu, tức là trụ nương các sắc, vì nương sắc khiến ta phát khởi chủng chủng tầm từ các ác bất thiện, như châu không ra mà bị các chủng cắn dứt sanh nhiều thứ khổ, trụ không an ổn. Quán như vậy rồi, ở nơi xúc xứ ban đầu thấy sâu quá hoạn mà an trụ vô nhiễm. Như nương nơi sắc thì nương thành hương vị xúc pháp nên biết cũng vậy. Như với xúc xứ ban đầu thấy sâu quá hoạn mà trụ vô nhiễm, cho đến ở nơi xúc xứ thứ 6 nên biết cũng vậy.
Hữu lậu ý hội tư thục làm nhân duyên năng sanh khổ, bên trong do cầu mà không được đầy đủ, cho nên bí xô phải quán hữu lậu ý hội tư thục như lửa cháy. Quán sát như vậy, sự mong cầu không được đầy đủ năng dẫn thân tâm nhiệt não lớn. Người kia tránh quán sát như vậy rồi, chọn không mong muốn vì nương sự thực mà đi đến nhà người, cho nên không chạm phải khổ phát sanh do sự mong cầu không được đầy đủ. Tâm đầy thản nhiên trụ nơi an lạc. Do nhân duyên đây nên tránh quan sát như thế đối với ba thực, chỗ gọi là đoạn thực, xúc thực, ý hội tư thực. Tức ba thực như vậy làm nhân duyên khiến phát sanh khổ bên trong là do nương thức, cho nên bí xô phải quán thức thực như 300 mũi nhọn đâm. Vì cớ sao? Đoạn thực làm nhân duyên năng khiến chẳng phải một chủng mà nhiều phẩm loại bệnh khổ nương thức sanh khởi. Xúc thuận theo thọ lạc thực làm nhân duyên năng khiến tăng bội khổ do mong muốn hy cầu nương thức sanh khởi. Hữu lậu ý hội tư thực làm nhân duyên năng khiến khổ do chủng chủng cầu mà chẳng được đầy đủ nương thức sanh khởi. Người hành như vậy ở trong thức thực chân chánh quán thấy các thực lấy thức làm chỗ nương phát sanh nhiều quá hoạn, do nhân duyên đây không đến tiếp thần mạng. Như vậy đối với bốn chủng thực như lý chánh quán sát sâu, do quán sát sâu làm chỗ nương năng ở hiện pháp vĩnh viễn đoạn các thực. Vì thực vĩnh viễn đoạn nên thấy đến ngẩn mé khổ hậu hữu đường lại. Lại nữa, nếu chẳng như thật quán bốn thực đầy, nên bị nhiễm ô của hỷ và tham. Nếu bị hai sự nhiễm ô đầy, nên biết gọi mời hai chủng quá hoạn đường lai và hiện pháp. Ở trong bốn thực, thì hữu lậu ý hội tư thực là nhân duyên khiến chuyên chú, hy vọng đồng hành hỷ nhiễm gọi là hỷ. Xúc thuận thọ lạc thực là nhân duyên ở nơi năng thuận theo vui thích các thực sanh nhiều nhiễm trước gọi là tham. Hai phiền não đầy ở trong hiện pháp, năng nhiễm nơi thức, khiến an dừng bốn chủng thức trụ tăng trưởng chủng tử hậu hữu đường lai. Đã tăng trưởng rồi sanh khởi các khổ hậu hữu như sanh, nên biết đây gọi là hai chủng phiền não hỷ và tham gây ra quá hoạn đường lai. Do người kia ở trong cuốn thực như vậy an trụ hai chủng phiền não hỷ và tham, nên ở hiện pháp có sự nhiễm trần. Do nhiễm trần nên lúc thực biến hoại, ở trong hiện pháp để sanh bi thán sầu ưu phiền muộn, nên biết đây gọi là hai chủng phiền não hỷ tham gây ra quá hoạn hiện pháp. Lại nữa, những người ở trong bốn chủng thức đây chưa đoạn hỷ tham, sau xứ kia nhập lấy thần hữu thức giống như trên đài cao, nhìn qua sáu khung cửa mở, ánh sáng năng cùng duyên cảnh phiền não chiếu vào. Ánh sáng ở đây hoặc trụ địa trên hoặc trụ địa giới đã được trụ rồi, như trước đã thuyết ở nơi bốn chủng thức trụ năng nhiễm nơi thức sành khởi các khổ hậu hữu đường lại. Nếu có người năng đoạn hai chủng phiền não hỷ tham như vậy, trải vừa hí kia duyên cảnh phiền não còn chẳng được khởi, hướng đường đầy nhập được mà trụ vững. Lại nữa, nếu có bồ đặc giả la chưa đoạn hỷ tham, nên bị ma tìm đến dụng trùng trùng cảnh giới mỹ diệu giống như hình sắc mà tô vẽ bồ đặc giả la như vậy, khiến đầy biến đổi hiển hiện trùng trùng tướng mạo phiền não, nên biết bồ đặc giả la chưa đoạn hỷ tham như vậy giống như đất đang bị trùng trùng màu sắc phiền não đã tô vẽ làm chỗ nương tựa. Bồ đặc giả la đã đoạn hỷ tham mà đến chỗ này như trước nói rộng, nên biết bồ đặc giả la đã đoạn hỷ tham như vậy giống như hư không, chẳng bị trùng trùng màu sắc phiền não đã tô vẽ làm chỗ nương tựa, nên biết gọi là ở trong các thực hỷ tham chưa đoạn như thử lớp ấy có các quá hoạn, nên biết bồ đặc giả la ở trong các thực hỷ tham đã đoạn như thử lớp ấy có các lợi ích thủ thắng.